Đây là nồi dầu nấu. Đây, cái nốt điều chỉnh đây nó phải để trong cái khoảng xám xám này được, chứ cùng là tối là nóng nhất và đây là lạnh nhất, nhưng để chỗ nóng nhất được, chỗ đây là quá mất rồi, trong cái khoảng đen này là xám được rồi. Còn đây là chả giò đã gói hết bao nhiêu chiếc, ta hôm nay là làm có 30 chiếc thôi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Tôi để mẹ khác, mẹ khác làm tiếp 25 cái nữa. Đây làm 250 cái, 2/3 cái số chiếc đàn đó. Đấy. Mong rằng là chỉ nửa tiếng là chín. Không phải là chín mà là chín kỹ, chín giòn.